thang máy nóng hổi ở Việt Nam như là Yêu Dâu Xanh quấy rối cô gái trẻ trong thang máy ở Hà Nội thời gian vừa rồi. Thế nhưng mà chắc chắn không chỉ ở Việt Nam mà còn có nhiều nơi trên thế giới cũng có những sự cố tồi tệ trong thang máy hoặc là những hành động cực kỳ khó tin mà được camera ghi lại. Cùng với Xem Gì Hôm Nay khám phá sự cố và những hành động khó tin trong thang máy được camera ghi lại nhé. Tè bậy trong thang máy. Vào tháng 6 năm 2019, trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip được camera an ninh gắn trong thang máy của chung cư Galaxia Riverside 885 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội ghi lại, khiến cho nhiều người sửng sốt. Theo hình ảnh ghi lại, thì nhân vật chính trong clip là hai người phụ nữ trung niên. Khoảng 23 giờ 15 ngày 22 tháng 6, hai người phụ nữ này đã bước vào thang máy. Trong lúc di chuyển thì một người bất ngờ dùng mũ bảo hiểm che kín camera trong khoảng 26 giây. Sau đó thì cả hai rời đi khi cửa thang máy mở. Điều đáng chú ý là lúc này trên sàn thang máy đã xuất hiện một bãi chất lỏng lạ mà trước đó không hề có. Theo người đăng tải bài viết, sáng sớm hôm sau, cư dân tòa nhà phát hiện trong thang máy có mùi khai nồng nặc bốc lên. Khi báo cho ban quản lý tòa nhà và kiểm tra camera an ninh thì xuất hiện cảnh tượng không được đẹp của hai người phụ nữ trên. Sau đó, hai người phụ nữ trong đoạn clip này được nhận định là khách chứ không phải là cư dân ở đây. Ngay sau khi mà đăng tải thì đoạn clip đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Trong đó hầu hết mọi người đều tỏ ra bức xúc trước hành động khó coi của hai người phụ nữ này. Trước đó cũng đã từng có một người đàn ông Việt Nam ngang nhiên tè bậy trong thang máy chung cư cũng được camera ghi lại và sau đó người đàn ông này đã bị phạt 500.000 đồng cho hành vi của mình. Người đàn ông nói dối bắt giúp nhện trên đầu để liếm tóc cô gái trẻ trong thang máy. Vào tháng 11 năm 2018, camera giám sát đã ghi lại tại một thang máy ở một chung cư tại Văn Lâm, Đài Loan, nơi chỉ có một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng. Người này thì bỗng nhiên nói với cô gái rằng trên tóc cô ta có nhện và giúp cô đuổi đi. Tuy nhiên, trong những giây tiếp theo của video, người đàn ông này bất ngờ đưa tóc cô gái lên ngửi và thậm chí là đưa lọn tóc vào trong miệng nếm thử. Suốt 3 phút trong thang máy, cô gái trẻ sợ hãi nhưng không biết làm cách nào để thoát khỏi người đàn ông với hành động kỳ lạ của anh ta. Cô chỉ còn cách đứng im chờ cho thang máy mở cửa, trong khi người đàn ông này ngày một áp sát, vuốt tóc cô và tiếp tục nếm cho đến khi cô gái bước ra ngoài. Sau khi trở về nhà, cô gái đã kể lại sự việc đáng sợ vừa xảy ra trong thang máy với bạn trai của mình và cặp đôi đã nhanh chóng báo cảnh sát. Nhưng cho đến hôm sau, người đàn ông biến thái mới chính thức bị bắt vì tiếp tục thực hiện hành động quấy rối như trên đối với một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này hét lên báo động với bạn bè mình, đồng thời là thông báo sự việc này đến các nhân viên bảo vệ trong tòa nhà và tìm đến căn hộ của người đàn ông. Chắc chắn là sau vụ việc này thì tên yêu dâu xanh này sẽ phải nhanh chóng rời khỏi tòa chung cư và mong rằng sau này hắn sẽ không còn dám tái phạm hành vi biến thái của mình nữa. Thang máy rơi tự do 80 tầng ở Mỹ mà không ai bị thương. Vào đêm ngày 16 tháng 11 năm 2018, một chiếc thang máy tại tòa nhà chọc trời 875 North Michigan Avenue, Mỹ, tòa nhà cao 100 tầng, nổi tiếng trước đây, từng được biết đến với tên gọi là trung tâm John Hancock, bất ngờ rơi tự do từ tầng 95 khi đang chở 6 người bên trong, bao gồm có 3 sinh viên, 2 du khách người Mexico và một thai phụ đang trong chiếc thang máy. Chiếc thang đã rơi khoảng 84 tầng rồi bất ngờ dừng lại ở khu vực giữa tầng 11 và 12. Theo như đại diện của Sở Cứu Hỏa Chicago Patrick Maloney thì sự cố này có thể là do một sợi dây treo thang máy đã bị đứt. Tuy nhiên, những sợi dây khác vẫn còn nguyên nên giúp cho thang không bị rơi xuống đất. Trong lúc rơi, liên tục có những tiếng lạch cạch phát ra, khói bụi từ trần thang máy cũng tràn vào. Một sinh viên có mặt trong thang máy vào thời điểm đó kể lại, nhóm người bên trong thang thì bắt đầu hoảng loạn, gào thét, một số người thậm chí gào khóc ôm nhau và xác định là họ sẽ chết. Họ nghe thấy những tiếng lách cách bất thường và sau đó rất nhiều bụi từ trên trần thang máy rơi xuống. Sau khi thang máy dừng lại ở khoảng tầng 11-12, nhóm 6 người tiếp tục mắc kẹt trong thang khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ trước khi được lực lượng cứu hộ có thể đưa ra ngoài. Quan chức vùng này cho biết thêm, lực lượng cứu hộ đã phải đục một lỗ rộng khoảng 1,5 mét trên bức tường ở tầng 11 để mở cửa thang máy. Toàn bộ 6 người trong thang máy được đưa ra ngoài an toàn khoảng 3 giờ sáng hôm sau. Và điều kỳ diệu là không một ai bị thương, kể cả người phụ nữ đang mang thai. Đó có lẽ là trải nghiệm nhớ đời nhất của 6 người xấu số này rồi. Dùng ô chặn cửa thang máy. Trong đoạn video ngắn được camera thang máy ghi lại là hình ảnh một cậu bé người Trung Quốc xuất hiện một mình trong thang máy. Có thể thấy là cậu bé này khá nghịch ngợm và hiếu động khi làm mọi hành động chặn cửa thang máy không cho thang máy đóng lại để di chuyển. Ban đầu cậu bé giữ một chân chặn cửa thang máy,
thậm chí là còn đứng đung đưa vẫy tay một lúc. Sau đó, cậu bé lấy thân mình đứng chắn cửa thang máy, dùng lực đẩy cửa thang máy sang hai bên. Phải khẳng định đây là một hành động vô cùng nguy hiểm. Cậu bé chạy ra bên ngoài rồi trở lại thang máy với cái ô trên tay. Thang máy đã phát ra báo hiệu âm thanh khi cửa bị giữ quá lâu, nhưng mà cậu bé có vẻ vẫn chưa thỏa mãn với thú vui của mình khi tiếp tục đứng nhấn nút giữ cửa thang máy, khiến thêm một lần nữa cửa thang máy phát ra âm thanh báo hiệu. Đến lúc này thì cậu bé cho hẳn thân của cái ô ra chặn mép cửa thang máy. Điều đen đủi đã xảy ra, cánh cửa đã thật sự đóng lại và đi xuống. Chiếc ô thì lập tức bị kéo lên cao, cứa vào tay cậu bé. Khi này có vẻ cậu đã thật sự hoảng loạn, cửa thang máy đã bị kẹt lại. Cậu bé bị nhốt trong thang máy 15 phút đồng hồ, sau đó đã có lực lượng an ninh đến giải cứu mở cửa. Mong rằng đây sẽ là bài học đắt giá để cậu bé không dám tái phạm lần thứ hai nữa. Làm bài tập trong thang máy kẹt 5 tiếng. Sun Yi Sao, một nam sinh đang theo học tại trường trung học Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, trong khi đi học về thì đã gặp phải sự cố ngay tại thang máy chung cư nơi mình đang ở. Vừa bước vào di chuyển một lúc, cậu bạn đã gặp sự cố đứng thang máy và vì không thể mang theo điện thoại nên đã không thể cầu cứu được gia đình. Dẫu đã cố gắng hết sức để mở thang máy, nhưng thang máy vẫn chẳng có động tĩnh gì sẽ mở cửa. Nam sinh bèn quyết định lấy giấy ra và gửi thông điệp cứu hộ ra bên ngoài. Có người bên trong thang máy này, liên hệ quản lý tòa nhà giúp tôi với. Và trong tình huống chẳng có việc gì để làm ngoài việc chờ đợi cứu hộ, tinh thần tự học của nam sinh lại dâng cao nên đã lấy sách vở ra làm bài tập. Cậu thản nhiên lấy cặp sách làm ghế, lấy vở toán, khoa học và tiếng Trung ra để làm bài, thậm chí học thuộc luôn bài tập phát âm tiếng Trung. 5 tiếng sau, nhân viên cứu hộ mới xuất hiện, mở cửa thang máy và bất ngờ khi thấy Yi Sao không hề sợ hãi mà rất bình tĩnh, thậm chí còn sốc hơn khi biết nam sinh đã làm bài tập trong lúc chờ đợi cứu hộ. Câu chuyện được dân mạng chia sẻ dần dần, nhiều dân mạng chỉ biết ngả mũ thán phục rằng lần đầu tiên trong đời tôi thấy một tấm gương sáng đến vậy, bái phục nam sinh con nhà người ta. Nhảy múa trong thang máy. Có lẽ mỗi chúng ta đều có những khoảnh khắc làm những hành động hâm hâm tưng tửng mỗi khi ở một mình trong không gian kín như phòng ngủ, phòng tắm hay là nhà vệ sinh, đúng không nào? Có lẽ vì thế nên là khi vào thang máy mà chỉ có một mình thì người ta cảm thấy không gian quen thuộc nên tự động làm những hành động cuồng nhiệt mà khi họ ở một mình hay làm. Có thể do họ quên mất sự hiện diện của camera, hoặc cũng có thể là có thêm camera thì lại thêm phần phấn khích chăng? Nên bạn có thể thấy trong đoạn video này thì từ trai đến gái, từ già đến trẻ đều có màn nhảy nhót, hát hò, rồi tập võ, thậm chí là làm xiếc trong thang máy. Thật sự không biết nếu như sau này họ xem được video của bản thân tràn lan trên mạng xã hội thì cảm xúc của họ sẽ như thế nào nhỉ? Như mình thì chắc là ngại đến muốn độn thổ mất thôi. Các bạn cảm thấy như thế nào sau khi xem video này? Bất ngờ với trường hợp nào nhất? Hãy để lại bình luận chia sẻ cảm xúc của bạn sau khi xem video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hi, cảm ơn các bạn khán giả đã xem video ngày hôm nay. Nếu bạn thấy hay, nhấn like, share video này và đăng ký kênh nữa nhé. Nhấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo và là người đầu tiên xem video của chúng mình vào lúc 18 giờ tối và 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Cũng đừng quên tham gia với chúng mình trong group Trang trại nhà xem gì trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin thú vị và nhận quà hấp dẫn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!